Nhưng mà cái vị hiệu trưởng này thì khác. Lúc nào cũng nên nhắc sinh viên là ráng hành thiền đó. Và bản thân thì hành thiền rất là đáng kính. Hay dở thì nội tâm mỗi người biết. Nhưng mà mình là những người học trò xung quanh mình quan sát, cái tâm của vị ấy rất là muốn tha thiết tu hành và muốn học trò của mình tu nhiều hơn là muốn học. This is a very special occasion for me as a Vietnamese, a Buddhist monk, AMA student in IBSC. And this is the time for me to pay respect to a time at the directors of IBSC with around 50 people, lay Buddhists from Vietnam, with the monks and nuns from Vietnam gathering here. With a great honor to listen to Dhamma talk from the director. So please, could you? May I pay respect to the Buddha, the Dhamma and the Sangha. Kính lạy Phật, kính lạy Pháp, kính lạy Tăng. And I would like to take this opportunity to pay respect to all among who being here and the lay who come from Vietnam. Cái hội này, sư bằng lòng thành kính chào đón tất cả chư tăng ni và vui mừng hoan hỷ chào đón chư Phật tử từ Việt Nam đã có mặt ở đây trong văn phòng này. It is remarkable time for you all being here. Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời để chúng ta có mặt cho nhau. Of course, it's like a Mahayana and Theravada. Đây là cơ hội để truyền thống từ Mahayana cho đến của Đại Thừa, cho đến Theravada Nguyên Thủy, cho đến cả Mật Tông có mặt. Actually, I don't like you to think like that. But we all will be here as a one family. The one family, we are all. Chúng ta không có sự khác biệt về màu áo và hình tướng, và sư cũng không muốn chúng ta có cái suy nghĩ khác biệt về tiểu đại hay mộc. Chỉ là một đại gia đình lớn dưới một vị cha Như Lai Thế Tôn. So we are the son and the daughter of the Buddha or Shakyamuni. Chúng ta là những người con trai con gái của Đức Từ Phụ Như Lai Thế Tôn. All Dhamma we learn and study that is come from the Buddha or Shakyamuni. Tất cả những gì chúng ta nghe thấy và học từ giáo pháp chỉ có một vị, đó là Như Lai Thế Tôn Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. But the Dhamma is not just study from Buddha teaching, but the Dhamma is come from whoever who try best to practice and bring Dhamma to practice, then they all will understand the real Buddha. Nhưng mà để thực sự thẩm thấu được sự thật mà lời của Phật dạy không phải chỉ ở trong kinh sách bằng học hỏi, mà bằng sự đích thực trải nghiệm của mỗi cá nhân tự thân mọi người. Doesn't matter who you are, and doesn't matter who you come from, but whenever we try to practice, bring Buddha teaching to practice, so that is the time to understand the real Dhamma. Dù mình là ai, đất nước nào, màu da nào, chủng tộc nào, khi lòng mình chân thành, khi thân mình thanh tịnh, bỏ vào sân sự thực tập thì trí tuệ chỉ có một, đó là sự giác ngộ và niết bàn. When we talk about true happiness, khi chúng ta nói về hạnh phúc đích thực, we all would be able to achieve true happiness if we try to practice. Chúng ta thực sự có khả năng đạt được hạnh phúc đích thực đó nếu chúng ta dấn thân, hy sinh thân tâm này cho giáo pháp. Just learn Buddha teaching from your master. Just learn Buddha teaching from Tripitaka or scripture.
you are unable to understand and achieve true happiness at all. Học giáo lý của Thế Tôn từ vị thầy của mình, lắng nghe pháp từ sách mình đọc ở trong kinh điển Tam Tạng, thực tế không đủ cho có việc giác ngộ cứu cánh. And of course, when we talk about true happiness, you might think that we have to go to monastery to practice at monastery, then it is time to achieve true happiness. Và đôi khi chúng ta nghĩ phải đi vào chùa tu thì mới đạt được cái hạnh phúc đích thực mà mình mong mỏi đó. It's not true. Nó không đúng như vậy, kính thưa quý vị. True happiness is in your mind and body all the time. Hạnh phúc đích thực lúc nào cũng hiện diện trong cái thân tâm của kiếp người này. Now, true happiness is in your mind and body. Và ngay lúc này, hạnh phúc nó ở trong đó rồi, thân tâm này chưa? You just bring Buddha teaching to practice. Whenever you try to practice, that is the time to understand or achieve true happiness inside your mind and body. Ta chỉ cần cẩn trọng lấy những gì chúng ta có ra, được gọi là thực tập, để xài, đó gọi là sống như hạnh phúc có sẵn trong tự tánh của mình. Today, I will talk to you about happiness. Hôm nay, sư sẽ giảng cho chúng ta về hạnh phúc đích thực. True happiness, that is the thing that the Buddha, when he was Siddhartha Bodhisattva, to take more effort to achieve true happiness. Siddhartha là cái tên gọi trước khi Đức Phật đã giác ngộ, và một con người thì ngài cũng cần cái được gọi là hạnh phúc, ngài đang tìm cầu hạnh phúc khi là thái tử. That is the question the Buddha when he was Siddhartha Bodhisattva try to ask himself many times. What is true happiness? Đó là cái hạnh phúc. Đó là cái câu hỏi thẳm sâu trong máu xương của Siddhartha, muốn tìm cho ra câu trả lời. Hạnh phúc đích thực là gì? True happiness is not related with or occur outside your mind body. Hạnh phúc đích thực không và chưa bao giờ diễn ra ngoài thân tâm của con người cả. True happiness arises inside your mind body. Hạnh phúc đích thực lúc nào và luôn luôn cũng ở trong thân và tâm này. See, when the Buddha he live in royal palace, he got everything. He have more money, gold, he have family, he have a big palace, but everything he have is unable to bring him achieve true happiness. Những gì mà chúng ta mong ước là Siddhartha đã có rồi từ khi là một thái tử, tiền tình, danh vọng, cung điện, tài sản, không thứ gì thiếu, nhưng hạnh phúc là cái thứ mà ngài thiếu. So, when we talk about true happiness, that is not under money, not related with house, not related with husband and wife. Cho nên, khi nói về hạnh phúc đích thực, chúng ta biết chắc hạnh phúc đích thực không có liên hệ gì đến tiền, tình, danh lợi cả. There are two kinds of true happiness. Có hai loại hạnh phúc. There are two kinds of happiness. The first one we call conditional happiness, and the second one unconditional happiness. Hạnh phúc loại thứ nhất đó là hạnh phúc điều kiện, thứ hai là không có điều kiện. Conditional happiness will relate with money, house, car, wife, husband, and everything outside you. Hạnh phúc điều kiện là hạnh phúc phải dựa vào những thứ bên ngoài, đó là tiền, tình, danh lợi. That's why I call conditional happiness. Khi dựa vào tức là lệ thuộc, cho nên sẽ gọi là điều kiện. Many times, you have to wait for your son when you got married. You have to wait for your son and daughter. Whenever you got the son, like Siddhartha Bodhisattva, you might think that I will have happiness.
Hạnh phúc ở ngoài lúc nào cũng là ở phía trước, là tương lai. Cho nên ví dụ như khi mà lấy vợ lấy chồng thì hạnh phúc kế tiếp tức là phải mong có được một đứa con trai. You have to wait for position, you have to wait for car, you have to wait for money, you have to wait for house. You might think that if you have everything, that will make you get happiness. That's not true. Trong suy nghĩ của mình, lúc nào cũng tìm một cái gì đó phía trước và mong thỏa mãn cái thứ mình có, và đó là hạnh phúc. Và mình muốn rất nhiều thứ đã đạt được rồi, nhưng hạnh phúc vẫn chưa có được. That's why I call conditional happiness. Đó là lý do vì sao mà sư gọi là hạnh phúc có điều kiện. If you would like to achieve true happiness, we have to try best to avoid whatever try to bring you to get suffering. Muốn có hạnh phúc thực sự thì điều đầu tiên cần và buộc phải làm đó là tránh làm những cái điều mà nó mang đến đau khổ cho mình. See, many times, car, wife, money, and everything outside you trying to keep you suffering. Hãy nhìn và hãy nhìn lại cuộc đời mình, những gì mình có như là tiền, tình, danh lợi, tài sản, xe cộ, có phải những thứ đó làm cho mình khổ không? You will disappoint with that. Ta sẽ thất vọng với những thứ ta có. Many times when you have wife, when you have husband, maybe many times you might suffer because of money, because of position, because of wife and husband. Hơn nhiều lần trong cuộc đời, người mà làm, thứ mà làm cho ta đau khổ chính là vợ, là chồng, là nhà, là cửa, là tài sản, không một ai khác. Many times you unhappy with that. You unhappy with that. You try best to get married. You try best to have daughter and son. You try best to have more money. But what happened after that? Hơn một lần ta khổ với những thứ ta có, và ta vẫn muốn có nhiều hơn những thứ ta có đó để tiếp tục ta khổ. It is the reason why Siddhartha Bodhisattva had to leave from royal palace, leave from his family, go to practice meditation at forest on the top of the mountain. For what, you know? In order to try best to achieve true happiness inside his mind body. Đó là lý do vì sao mà Siddhartha phải từ bỏ danh lợi, tiền tình, cung vàng, địa ngục, cao lương, mỹ vị để vào trong rừng sâu dưới gốc cội bồ đề mà ngồi đó như là một kẻ khất thực, từ bỏ tất cả chỉ để tìm cái giác ngộ và cái hạnh phúc tối hậu. True happiness, no have condition. Hạnh phúc đích thực không có điều kiện. No have suffering. Không có đau khổ. That is the thing why when we try best to try to achieve true happiness, everything that you used to be suffer will disappear from your mind. Khi có hạnh phúc đích thực thì đau khổ sẽ tự động tan biến. Today, I know you all would like to achieve true happiness like us, the Buddha. Như là một kiếp người, hôm nay sư cũng biết chúng ta ai cũng muốn có hạnh phúc đích thực giống như Đức Phật. That's why you come to practice. Đó là lý do vì sao mà chúng ta làm người con Phật phải đến đây để thực tập. What is the key success? What is the key thing that would be able to bring you to achieve true happiness? Cái gì là chìa khóa vàng mở cánh cửa của hạnh phúc? That is mindfulness. Đó chính là chánh niệm. Or sati. Hay tiếng Bali là sati. Mindfulness means you have to be aware with the present moment all the time. Chánh niệm là gì? Đơn giản có nghĩa là lúc nào cũng hoàn toàn tỉnh giác và có mặt trong phút giây hiện tại.
mindfulness. That is the key thing. Whenever you try to live with present moment, that is the thing we bring you all to achieve concentration. Có mặt hoàn toàn cho mỗi khoảnh khắc trong hiện tại, ta sẽ có được cái định tĩnh được gọi là samadhi. You know, there are two things in our khanda, we call khanda, all life. When you talk about life, there are two things inside our life. That one is physical body and mind. Có hai phương diện trong cuộc sống, thân và tâm. Suffering or happiness depends on your mind. Đau khổ hay hạnh phúc lệ thuộc hoàn toàn vào tâm của bạn. When you try best to train your mind again and again, that is the way to achieve true happiness. Chỉ có một cách thôi, đó là hãy huấn luyện tâm của mình một cách kiên nhẫn. What is the tool to train your mind? Công cụ để huấn luyện tâm mình là gì? To achieve true happiness. Để lên trên luôn, để đạt hạnh phúc đích thực. The Buddha said that mind was trained properly. Đức Phật dạy rằng nếu ai đó mà huấn luyện tâm của mình một cách đúng đắn, it will bring true happiness. Nó tâm ấy sẽ mang đến hạnh phúc đích thực. What is the thing we have to bring to train our mind? Cái gì mà chúng ta phải mang đến để mà huấn luyện tâm? That is mindfulness. Đó chính là chánh niệm. So, mindfulness, that is not the thing we have to practice here inside this room. Và chánh niệm không phải là cái thứ mà chúng ta chỉ ngồi đây trong căn phòng này mà thực tập ở đây không? Mindfulness should be everywhere. Mà chánh niệm tức là nên ở mọi nơi, mọi lúc. When you wake up in the morning, khi thức dậy buổi sáng, when you go to toilet, đi vào toilet, when you clean your body, tắm rửa, when you eat, ăn, when you walk, đi, every activity, mọi you hành động, can get mindfulness from daily activity. Mọi hành động chúng ta có thể có chánh niệm trong cái đời sống hàng ngày. Even you use telephone number, thậm chí là khi gọi điện thoại, when you use telephone and talk to your friend, when you chat Facebook live with your friend, that is the time to train your mind. Khi xài điện thoại, bất kỳ một công nghệ hiện đại nào, ta có thể để chánh niệm vào để mà liên lạc với bạn bè mình. See, actually our mind no power. Hãy nhìn đi, tâm của mình không có cái định tĩnh và sức mạnh gì hết trơn. Your mind is your mind, nothing inside your mind. Tâm của bạn không có cái gì ở trong. Our mind need more power. Tâm của chúng ta thực tế là cần nhiều định tĩnh hơn. How can we train our mind to have strong power? Nhưng làm sao để cho tâm mình định tĩnh và có sức mạnh hơn? That is the way to practice mindfulness. Chỉ có một cách, đó là thực tập chánh niệm. When you practice mindfulness, mindfulness will create samadhi or concentration. Samadhi or concentration will create wisdom or panya. Chỉ có chánh niệm nó mới đưa đến định tĩnh, và chỉ có samadhi được gọi là định tĩnh, nó mới đưa đến tuệ giác. See, your mind is here. Your mind is here. Delusion or kilesa is here. But many times, when you don't train your mind, kilesa or delusion will go to destroy your mind all the time, because kilesa is like an enemy. Đây là phiền não. Đây là con người chân thật của bạn. Nếu mà tâm bạn không định tĩnh thì phiền não như kẻ thù sẽ đến phá hoại căn nhà tâm đấy của bạn. So the Buddha said that sati te sang nivarana. Sati will protect kilesa or enemy. Don't let enemy to destroy your mind. So that's why we have to build, we have to train sati or mindfulness or concentration, let it occur all the time.
Đức Phật dạy Sati Te Sang Ranang, Đức Phật dạy rằng hãy để tâm có chánh niệm, đừng để tâm bị phá hoại bởi phiền não. So when you train, because Sati or Samadhi and Panya is like a soldier. Your mind is like a city. Your mind is like a city, and mindfulness, concentration, or Panya is like a soldier to protect the door. Don't let kilesa or delusion to or go through the door to destroy your mind. Hãy tưởng tượng một cái thành phố và ở đó có một cái cổng hay là một cái cửa thành, thì để cho kẻ thù đừng có đi vào cái cổng thành mà phá hoại nội thành, thì có một người được gọi là lính canh cái cổng đó. Người lính canh đó chính là niệm định và tuệ. Once again, your mind, mindfulness, concentration and panya, that's like a soldier that we try best to train our soldier. But if soldier is not strong enough, soldier might feel asleep. Then soldier feel asleep, enemy, kilesa, delusion, we go to destroy your mind easily. Nếu người lính chánh niệm đó mà lười đười, mệt mỏi và thiếu năng lượng thì sẽ không thức, không thức thì không tỉnh, không tỉnh thì không có nhận dạng ra kịp ai là người thật, người giả, kẻ thù hay là người thân. Và dĩ nhiên kẻ thù sẽ vào và phá hoại tan tành cái cung điện đó. That's why the Buddha said that mind was trained properly, it will bring true happiness to you. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật dạy chỉ có cách huấn luyện tâm thôi là tâm sẽ mang đến hạnh phúc cho mình. You know why? Because when you observe, when you be aware all the time, that is the time to get mindfulness. This is the time to get concentration. Mindfulness and concentration is like a coin. This way mindfulness, this way concentration. This way sati, this way samadhi. Every time when you be mindful or be aware, at that time you will get concentration or samadhi sati. Niệm với định giống như hai mặt của một đồng tiền. Mỗi lúc có niệm là lúc ấy sẽ có định, và định sẽ làm cho niệm hàng ngày lớn lên tương tự. That is the reason why you have to develop mindfulness, concentration and panya. Because three things, sati, samadhi, panya, we bring true happiness inside your mind. Đó là lý do vì sao mà giới định tuệ là cái thứ chúng ta như kiếp người cần phải thực tập, để từ đó hạnh phúc sẽ biểu hiện trong tâm mình. Now, we come to the main that I would like to tell you. Just sati. There are four things that we have to use our mindfulness or sati to observe every minute. Bốn cái cách hay bốn cái thứ mà sư muốn chia sẻ để chúng ta thực tập chánh niệm hàng ngày. The first one, please you use sati or mindfulness to observe physical body. Cách thứ nhất là chánh niệm là có mặt trọn vẹn ở trên cái hoạt động của cái thân thể. You might also breathe. You breathe when you breathe in and breathe out. Ví dụ như hơi thở vào và ra. The Buddha talked about anapanasati. Đức Phật dạy trong kinh anapanasati là an ban thủ ý. Every day you have to eat. You have to have lunch. You have to have breakfast. Every day you have to have breakfast. But many times you forgot breathe in and breathe out. Ăn thì chưa bao giờ quên, nhưng hiếm khi nào nhớ mình đang thở. Without breathing, without you breathe or breathe in and breathe out, it seems to be difficult to survive. You might die because you never breathe in and breathe out. Không ăn một bữa không chết, nhưng không thở một hơi, khó mà sống lâu dài.
So that's why when the Buddha talk about anapanasati, when all the time when you breathe in and breathe out, it should be all the time you have to observe your breath. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật dạy có chánh niệm là nên đặt trên hơi thở vào và ra. When you forgot breathe, that is the time it's like a body who passed away already. Khi mình quên mình thở, tức là mình làm có xác chết, điều là chưa có chôn. The second one. Cái thứ hai. Now I would like you to observe when you breathe in and breathe out. The second one, when you have time, please observe rising and falling in abdomen. Có thể quan sát ngay lúc này, hãy thẳng lưng lên và để ý cái bụng, quan sát phồng khi hít vào, xẹp khi thở xuống. That is the movement. Đó là cái sự di chuyển. This is the beginning of your breath. This is at the middle of your breath. This is the end of your breath. Ba điểm của hơi thở, bắt đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. The power is here. Sức mạnh ở đây là the belly, power inside the belly. Sức mạnh ở trong cái bụng dưới của mình. You just observe when rising, falling, movement, just observe it. Chỉ là phòng xẹp và quan sát lên xuống. Every time you observe, that is the time to be mindful. Khi mà quan sát như vậy, thì đó sự quan sát ấy chính là chánh niệm. But be careful when you observe, when you breathe in and breathe out. When you try to practice just 10 or 20 minutes, it seems to be difficult to observe your breath easily. It might disappear easily. But if you observe rising and falling movement, you can observe and to get mindfulness easily. Hãy thử làm điều này và có một sự so sánh 10 hay 15 phút với hơi thở vào ra, sau đó sẽ bị lãng quên vào vọng tưởng. Nhưng mà với cái bụng phòng xẹp thì dễ dàng để có định và lâu hơn. Another thing. Cái khác là if you try to now I talk to you right mindfulness, breathe in and breathe out. I talk to you about rising and falling, but another thing. Daily activity, that is easy way to get more mindfulness. Chánh niệm nó có trên cái bụng phòng xẹp là dễ rồi, nhưng cách khác còn dễ hơn nữa, đó là đời sống sinh hoạt đi đứng ngủ nghỉ hàng ngày, nói nín động niệm. That's why most venerable Thich Nhat Hanh explain that peace or mindfulness is in every step. Đó là lý do vì sao mà thiền sư Thích Nhất Hạnh dạy hạnh phúc hay bình an ở trong từng bước chân. So when you walk, when you eat, when you take a shower, when you talk to your friend, when you watch TV, this is time to get more mindfulness. Nói chuyện, xem TV, sinh hoạt hàng ngày là để chúng ta làm lớn mạnh chánh niệm. The second one, how to get mindfulness. Cách thứ hai để phát triển chánh niệm. Once again, mindfulness, that is the tool to bring you to achieve true happiness. Nhắc lại là chánh niệm là cái chìa khóa để mở cánh cửa hạnh phúc. The second one, observe your sensation or feeling. Đó là cách thứ hai, hãy quan sát cái cảm thọ của cơ thể. See every way, every day when you wake up in the morning, when you meet your husband, your friend, your wife, when you go to work, you might get bad feeling. Sometimes you might get good feeling. That is the time when you get bad or good feeling, you just observe, oh, now I have a good feeling, now I have a bad feeling, or sometimes I get angry. That is the time you know your sensation. When you know what happened, that the time you get mindfulness. Tự thân mình, công việc, tự thân mình hàng ngày đi đứng nằm ngồi, cảm thọ cũng xuất hiện trên thân. Khi mà mình có mối quan hệ qua lại với những người xung quanh cũng có cảm thọ trong thân tâm. Rồi đối với công việc lúc nặng lúc nhẹ, mình cũng có những cái cảm thọ trong thân tâm. Bản thân cũng có vui có buồn, lúc nào cũng có cảm thọ. Và khi mình ý thức mình có cảm thọ đó thì đó gọi là quán thọ trên thọ. You have to understand
and know everything as it is. Everything as they are. Chúng ta phải biết và phải nhận dạng ra bản chất thật của mọi thứ là. Many times sensation or feeling occur. You have to understand. Just see what happened. See, observe it. See, observe it. That's it. That's the way to get happiness. Thấy và quan sát. Thấy và quan sát. Đó là cách để có được hạnh phúc. So when you observe like that, bad feeling or good feeling, no have a chance to come to disturb your mind, to come to destroy your mind, because you have strong mindfulness and concentration. Mindfulness and concentration will protect bad feeling or good feeling many times like that. Khi có chánh niệm và định tĩnh vững vàng, thì mình sẽ phát hiện kịp thời và sớm nhất có thể những cái ý niệm suy tư và cảm thọ xấu tấn công và phá hoại công đức an lành trong nội tâm. The third one. Cái thứ ba. The way to get mindfulness, the way to achieve true happiness. Cách để đạt được hạnh phúc đích thực. We should observe your mind. Là phải quán tâm trên tâm, tức là thấy những gì trong tâm mình suy nghĩ. But your mind is like a monkey. Tâm của mình giống như con khỉ. The monkey will walk around you many times. Khỉ thì luôn nhảy. The Buddha explained that Panthanam Chapalam Chittam. Your mind changing all the time. Your mind move all the time. That is our mind. It's nature of our mind. Đức Phật dạy rằng bản chất tâm của mình là lúc nào cũng vận động, di chuyển. Once again, the Buddha explained that the thing that try to think many many objects, that is the thing we call our mind. Cái mà được gọi là tâm, bởi vì cái đó lúc nào nó cũng thay đổi cái đối tượng quan sát, cái này, cái kia, cái nọ. You know, there are two kinds of objects. Inner object and outer object. Có hai đối tượng, nội và ngoại. Your mind, many times we hold outer object, we hold fear, anxiety, you hold. Many times, sometimes you might be happy, then you will hold back to your mind. Something you don't like, something you dislike, and try to hold it. That is the way why your mind will be unhappy. Một trong những cái cách nó làm cho mình đau khổ hoài đó là nắm giữ rất chặt những gì mà mình thích và mình không thích từ những cái đối tượng bên ngoài khi nó đến với năm căn này của mình. Suffering or happiness depends on your mind. Đau khổ hay hạnh phúc được quyết định bởi tâm của mình. Many times when you train monkey, when you train, you try to train monkey, after that you will get benefit from monkey. Nếu cũng chính con khỉ đem đến cái vận động của tâm, nhưng đừng có bỏ khỉ và hãy huấn luyện nó sẽ đem đến lợi ích cho tâm. When you train monkey properly, then monkey can show. When monkey show can bring more money to you. Đó là hãy dạy con khỉ theo ý mình muốn và mình biểu nó siết ở giữa đám đông, tiền sẽ có rất nhiều từ cái vấn chuyện siết đó. When you train your mind again and again by using mindfulness, concentration or wisdom, train your mind again and again, then sati, samadhi, panya will give back true happiness to your mind. Việc của mình làm đó là huấn luyện khỉ. Việc còn lại là khỉ sẽ cho mình những cái hạnh phúc. Đó là niệm định tuệ sẽ mang đến hạnh phúc khi mà tâm được huấn luyện. The Buddha explained that my this world depends on your mind. Đức Phật dạy rằng this world depends on your mind. Đức Phật dạy rằng thế giới này phụ thuộc vào nội tâm của chúng ta. Suffering, happiness depends on your mind. Đau khổ, hạnh phúc phụ thuộc vào nội tâm của chúng ta. That's why we have to bring to train our mind by using mindfulness and concentration, because mindfulness, concentration, we protect all sensation, we protect outer object to destroy your mind. Đó là lý do vì sao mà không còn con đường nào khác là ta phải huấn luyện nội tâm của mình để bảo vệ sự tấn công của đau khổ. Then will be the last one. Cái thứ tư. I would like to remind you all,
xin nhắc nhở tất cả chúng ta rằng Dhamma Pháp occur in your life all the time. Pháp luôn diễn ra trong cuộc đời này mọi lúc mọi nơi. When you see everything around you, you would be able to get more Dhamma from there. Nếu mà mình quan sát thì không lúc nào mà mình không thể thấy được Pháp đang biểu hiện xung quanh mình. Dukkha Vedana is Dhamma. Ví dụ như cái khổ thọ là when một cái Pháp. When you feel painful or panic, panic arise in your body. When you feel that one is Dhamma. Khi mà cảm cái đau thì cái đau đó chính là Pháp. When you see something you like or don't like, that one is Dhamma. Khi thấy cái gì mà mình thích, mình không thích thì cái đó là Pháp. Please bear in mind, the Buddha explained that who see the Buddha, who see the Dhamma, who see the Buddha. Xin tất cả chúng ta nhớ cho rằng so, ai mà gặp giáo pháp, người đó gặp Thế Tôn. The Buddha is in everywhere because the Dhamma is in everywhere. Vì vậy, cho nên Phật ở mọi nơi bởi vì Pháp luôn ở muôn nơi. When you see when you see pain, when you feel painful, when you practice meditation, that one is Dhamma. Which means when you see dukkha vedana or feel painful, the Buddha come to show his face to you. Cho nên khi thực tập thiền, cái đau xuất hiện đó là lúc mà Phật đã tới thăm con. From now, I will bring you all to learn how to get mindfulness. Bây giờ sư chia sẻ để chúng ta biết cách mà to chánh learn niệm. How to train your soldier. Học cách để huấn luyện người lính chánh niệm của mình. Please try to train your soldier. Your soldier is mindfulness, concentration and wisdom. If you try your soldier again and again, you try to put more effort to train your soldier, then your soldier will protect you from delusion or kilesa. Chỉ có một cách là huấn luyện những người lính, đó là niềm định tuệ của mình đến một mức độ vững vàng nhất định, thì chính người lính này sẽ hộ trì và yểm trợ mình khỏi phiền não và khổ đau. Okay, I know you all would like to achieve true happiness. Tất cả chúng ta ai cũng muốn có được hạnh phúc đích thực. So, in order to achieve true happiness, we have to get more sati, samadhi and panya. How can we get sati, samadhi, panya? We get from our mind body. Nhưng để có được niệm định tuệ, chúng ta phải thực tập chánh niệm. Để thực tập chánh niệm thì ta phải dựa vào thân và tâm này. Once again, Dhamma inside your mind body. Buddha is in your mind body. True happiness is in your mind and body. So, if you would like to see the Dhamma, if you would like to see the Buddha, because the Dhamma and the Buddha will give you true happiness inside your mind body, you have to practice in order to get more sati, samadhi and panya inside your mind body. Hạnh phúc không đâu khác ngoài tâm, giáo pháp không đâu khác ngoài tâm. Vì vậy việc còn lại là phải nuôi lớn niệm định tuệ để cho hạnh phúc và giáo pháp ấy được biểu hiện ra cho mình. If I try to explain to you, nếu mà sư cố gắng giải thích cho mình, it seems to be difficult or no way to let you all see the Buddha or true happiness inside your mind and body. Không dễ chút nào để hiểu và có được cái nội tâm của Đức Phật, nội tâm của mình có Phật bằng cách giải thích. So, this time we practice. Đó, vì vậy, vì sao mà ta when you practice, you will see the Dhamma, the Buddha, and true happiness inside your mind. Chỉ có cách thực tập mới thấy được Pháp, thấy được Phật ở trong thân và tâm này. This is the way to practice. Would you please see me? What happened? Đây là cách mà thực tập. Xin mọi người hãy nhìn. Put your leg like this. Để cái chân như thế này.
Just put your leg like this. Don't put like this. Đừng có để cái chân này trên chân kia, hãy để cái just put like this. Để phía trước see như vậy. My leg. Để đôi chân nhìn có đôi the chân Dhamma is nature. Giáo pháp là tự nhiên. If you would like to see the Dhamma, you have to practice naturally. Nếu muốn thấy được giáo pháp phải theo cái cách tự nhiên. Okay, you put like this. Để như thế này. And you put your hand. If you put like this already, okay, close your body. Put your hand. Che cái thân lại, để cái tay thế này. Put your hand like this. Don't do like this. Đừng có để. Don't do like this. Don't do like this. When you come here, you have to follow me. Yeah. Đừng có để như thế này, đừng để thế này, đừng để thế này. Tới đây thì phải theo theo sự. So far you used to practice to achieve meditation or mindfulness many many way in your country. But when you come here, I try to give you just example. Rất là nhiều cách thức được thực tập ở nhiều nơi khác nhau, nhưng tới đây, đây là một trong những cách thức đó, hãy thử. Put your hand like this because we have to bring power from your physical body. Hãy để cái thân như thế này. If you try to do like this, we try to separate the power from each other. Nếu mà để như thế này, đó là chia rẽ cái năng lượng. Bring power. Hãy mang năng lượng hội tụ. When you close your eyes. Khi nhắm mắt lại. First thing you have to do. Điều đầu tiên phải làm. Observe rising and falling movement in the belly. Quan sát sự phồng và xẹp của bụng. Send your mind to observe rising movement in the belly or abdomen. Để cái tâm xuống dưới cái bụng dưới. Close your eyes. The first one you have to do. Việc thứ nhất phải làm. Send your mind to belly. Để tâm observe rising and falling movement. Để tâm dưới bụng, để tâm ở bụng dưới và phòng xẹp của bụng. One thing you don't control. Đừng làm một việc don't đó là try to let it occur. Đừng làm một việc đó là kiểm soát nó. Đừng làm như thế này. Don't do like that. Just see what happens. Đừng phòng, đừng xẹp một cách gắng gượng và miễn cưỡng. You see, it's like I see my glass. Hãy nhìn cái kính này của sư. See what happens. Hãy nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Naturally, một cách tự nhiên, smoothly, nhẹ nhàng, mindfully, chánh niệm. See what happens. Hãy nhìn thấy chuyện gì xảy ra. When you close your eyes, that is the first, the main object. Main object will be rising, falling movement. Và đối tượng chính yếu sẽ xuất hiện khi tâm an tịnh, đó là phòng và xẹp của bụng. When you try to observe again and again, but you cannot see rising and falling. What happened? Why you cannot see rising and falling? But that's the matter. Don't be angry. Nhưng mà khi mình cố gắng quan sát rồi mà sao bụng nó không chịu phòng xẹp gì hết, và mình tự hỏi quả đâu rồi, sao không phòng xẹp, sao không thấy? Lúc đó đừng có tức giận mình. You know why? Tại sao vậy biết không? Why you cannot see rising and falling movement easily? Because you don't have strong concentration. Tại sao mình không thấy được cái phòng xẹp của cái bụng của chính mình? Bởi vì đơn giản là mình không có được cái định nó mạnh. How can we will have strong concentration? You should observe and note again and again. Để có cái định mạnh thì phải, đó là hết lần này đến lần khác một cách kiên nhẫn quan sát sự phòng xẹp đó. But not so long when you have enough concentration, you will see rising and falling movement easy. Không có lâu sau đâu là tự động mình sẽ thấy phòng xẹp của cái bụng liền. So, if you cannot see rising and falling, what is the next you can do? When you close your eye like this, you try best to observe rising and falling movement in the belly. You cannot see. That's the matter. Come to the main one. Knowing, sitting, touching. Your body touch the floor. Observe like that. Knowing, sitting, touching. Nếu mà quan sát hoài cũng không thấy cái phòng xẹp của bụng thì làm sao? Làm cách này. Ngồi. Biết mình đang ngồi và biết mình đang tiếp chạm, tức là biết ngồi và tiếp chạm. Yes, that remember when you close your eyes, send your mind to observe rising and falling movement, but you cannot see. The second step you have to do, knowing, sitting, touching. Chỉ có hai việc, ngồi xuống, phòng và xẹp.
không có được cái phòng xẹp thì làm việc thứ hai, ngồi, biết mình ngồi và biết mình chạm. When you try to observe rising, when you try to observe knowing, sitting, catching, but at the same time, take your time to explore. Now you see rising and falling already. If you see, please go to observe rising, falling movement. Rising, falling, you see that it's an observe and note all the time. When you see rising, observe and note it. When you see falling, observe and note it. Khi mà mình quan sát kỹ hơn một chút của cái bước thứ hai, đó là của cái bước thứ nhất, đó là ngồi, chạm và biết cái ngồi và cái chạm đó. Khi mà cứ kiên trì như vậy thì tự nhiên mình sẽ biết cái phòng và xẹp. Khi cái phòng nó lên và cái xẹp nó xuống thì mình quan sát kỹ và chi tiết hơn nữa cái phòng xẹp đó. But you have to see. You have to see as it is. Then you put note. When you see as it is, see rising and falling as it is, then you should observe it. But don't do that is rising, falling, rising, falling, rising, falling, but you never see anymore. Rising, falling, rising, falling, rising. Phải thấy bằng cái sự quan sát và cái cảm nhận, chứ không phải thấy bằng cái suy tư là phòng xẹp, mà thực tế thì không thấy gì chứ. Then, when you can see rising and falling movement, but when you sit just 30 minutes or maybe 25 minutes, you might get pain a little bit. Khi mà ngồi phòng xẹp quan sát 30 phút, cảm thọ đau sẽ xuất hiện. When you start getting pain, you have to leave from rising and falling and go to observe paining, where are you pain? Observe paining, knowing paining. Don't get angry with that. Somebody paining. What's wrong with my left? No problem. It's the Buddha occur already. I mention already. Paining or dukkha vedana, that's Dhamma. Dhamma is the Buddha. Whenever you get pain, the Buddha come to show his face to you. Please be happy and welcome. Observe happily. Paining like this. Khi phòng xẹp một khoảng thời gian, tự động cảm thọ sẽ đến. Lúc đó đừng có trách cứ hoặc là đừng có dùng cái phương pháp thiền gọi tên, nhưng mà bằng cái tâm phản ứng là đau, chuyện gì diễn ra với cái thân tôi thế này, tôi không muốn đau. Lúc đó thực tế thì Phật đang đến thăm và tôi muốn gặp Phật cơ mà, vì vậy hãy hoan hỷ và đón nhận Phật. Bởi vì tôi đã nói rồi, Phật tức là cảm thọ, cảm thọ tính là Pháp, thấy Pháp chính là thấy Phật, hãy hoan hỷ với Phật đến nha. When pain disappear already, that one we see sunyata or anatta. You would be able, the Buddha said that vedana anatta or vedana empty. You will see eventually vedana will be empty, then you come back to rising and falling movement again. Không có cái gì là không thay đổi, cho nên cái đau của mình chắc chắn nó sẽ đổi thay, và mình quan sát, mình sẽ nhận diện và thấu hiểu được lý vô thường và tánh không của một cơn đau. That is rising and falling. But when you observe rising and falling, oh, you see wandering and thinking occur. Dukkha vedana or pain disappear already, you come back to rising and falling. After that, wandering, thinking occur inside your mind. Please leave from wandering or leave from falling, rising movement. Go to observe wandering or thinking. Until wandering and thinking disappear, then you come back to rising and falling movement again. Khi mà quan sát cái bụng phòng xẹp thì vọng tưởng sẽ đến. Khi vọng tưởng sẽ đến thì rời cái phòng xẹp và ý thức được à, mình đang có vọng tưởng. Ý thức cho đến khi nào vọng tưởng không còn nữa, về với cái đối tượng chính phòng và xẹp. Eventually, cuối cùng thì you try to observe physical body. When you try to observe painting or observe your mind, then Dhamma, Dhamma will occur because of that. Three characteristics, Sati, Samadhi, Panya, or Piti will occur because of that. Then when you see the Dhamma occur, just
observe dhamma that occur inside your mind body. Tất cả những cái gì được gọi là giáo pháp như là giới, định, tuệ hay là ba đặc tính sự thật của vô thường, vô ngã hoặc là khổ hoặc là niềm hỷ lạc của thiền định chỉ diễn ra khi mà mình cố gắng nỗ lực và thực tập chánh niệm và quan sát thân gọi là quán thân riêng thân, thọ là quán thọ riêng thọ, tâm là quán tâm riêng tâm. Khi pháp mình quán nhuần nhuyễn thì cứ gọi là pháp nó sẽ một cách tự nhiên diễn ra, cái đó gọi là quán pháp riêng pháp. Dhamma we occur inside rising and falling. Dhamma we occur inside panning. Dhamma we occur inside your mind. Please take more time, explore and consider when dhamma occur carefully. Pháp nó diễn ra trong một cơn đau, pháp nó diễn ra trong vọng tưởng, pháp nó diễn ra trong cái phòng xẹp. Việc của mình là hết sức cẩn trọng và quan sát pháp nó diễn ra. Okay, now explain to you already. Just explain to you, you are unable to get sati, samadhi and panya. You are unable to get true happiness. Just explain to you. I just explain to you, but whoever can achieve sati, samadhi, panya or true happiness should be you all who try best to practice. Nửa đoạn đường là nghe và hiểu từ sự giải thích, nhưng còn lại nửa đoạn đường thì tự thân mỗi người phải hành trì. Please, this time to practice. I will take time a little bit to let you all practice. Đây là lúc mà chúng ta thực tập. Bây giờ sư kính thỉnh đại chúng có một chút cùng gieo có nhân duyên thiện lành là ngồi hít thở thực tập với nhau. Are you ready? Sẵn sàng chưa? Okay, now. Don't put your hand like this. Đừng để tay như thế này nha. Just put your hand like this. Hãy để như thế này nè. You come here, practice with me. Tới đây thực tập với sư. Try. Thử đi con. Try a little bit. Then you can compare what is the thing that your master tried to teach you so far. Now we come to learn the new method. Please put your hand like this. Thử cách như thế này, học nhiều rồi, giờ thử cách này nha. Are you ready when you close your eyes? Sẵn sàng chưa? Your mind to observe. Nhắm mắt lại. Rising and falling movement. Và gửi tâm xuống, ý thức vào cái bụng dưới phồng lên, hít và thở xẹp. Please, we start together. Nào, hãy bắt đầu nha, nghe tiếng chuông. Shall I? Yes.